Hello anh em, mình là Kenmo Tun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách thức mà đo kiểm những cái bộ điện ở đây đó, và cái cách phân biệt giữa những cái bộ điện ở đây đó, và một cái cách phân biệt là cái xe nào sử dụng IC lửa bình và xe nào sẽ sử dụng IC lửa máy anh em nhé. Đó, ở clip lần trước ấy, thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách thức mà đo kiểm cái con mô bin sườn sao cho kiếm được cái loại mà mô bin như thế nào cho nó khỏe nhất để nó tăng độ nhạy nổ đó, đánh lửa khỏe để tăng cái độ đốt cháy trong buồng đốt để sinh công triệt để, tiết kiệm nhiên liệu đó. Và sẽ là những anh em mà muốn độ chế xe ấy, thì sẽ tìm được cho mình những cái bộ mâm lửa hay là những cái con mô bin sườn như thế nào khỏe nhất để phù hợp với lại những cái sở thích của các bạn đó. Ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với anh em cái cách xem bộ mâm lửa và cái quy cách màu dây của bộ mâm lửa đưa lên đó, và cũng như là cái cấu tạo và hình thức của từng loại mâm lửa. Ok, thì bây giờ là chúng ta nhìn thấy ở trước mặt mình đây là có 3 loại mâm lửa đó. Thì ở đây là mình có một cái mâm lửa của xe Zim, có thể là Zim Thái hoặc Zim Tàu hoặc là Quay Tàu, thì nó sẽ sử dụng cái loại mâm lửa đôi như thế này đó. Thì ở đây là mình sẽ có một cái con cuộn nổ ở đây, hay còn gọi là con mô bin lửa nổ đấy đó. Và đây sẽ là có một cái cuộn đèn. Ok, thì mình cầm lên cho nó dễ nhìn nào. Đây là cuộn nổ này, đây là cuộn đèn, và đây là cục kích từ đó. Thì cái cục kích từ này có nơi thì nó gọi là kích từ, có chỗ thì nó gọi là cục câm, có chỗ thì nó gọi là ngắt từ đó. Thì cái này thì tùy theo vùng miền anh em gọi nhé. Thì ở đây mình gọi là cục kích từ đó. Thì cái cục này nó, cái nguyên lý làm việc của nó là gì? Khi cái vô lăng nó quay, ở trên thân vô lăng nó sẽ có một cái điểm lồi lên đấy, là nó quay đến đây nó sẽ ngắt quãng điểm quay. Mỗi một lần nó ngắt quãng như thế là nó sẽ phóng điện để lên chằng IC. IC nó sẽ phóng lửa vào trong, qua mô bin, từ mô bin nó vào trong buji để vào buồng đốt đó, thì nó sẽ đốt cháy trong buồng đốt. Đây là bộ mâm lửa hai cuốn đó. Đây là cấu tạo của nó. Đây có cả dây ở đây. Rồi bây giờ là mình sẽ để đây. Và ở đây thường là xe Honda nó sẽ có hai dạng mâm lửa anh em nhé. Một dạng là mâm lửa đôi như thế này, một dạng là mâm 6 đó, mâm 6 cuốn ở đây. Thì ở đây là mình có cái mâm lửa của thằng Enzo. Enzo này thì nó cũng sẽ giống như xe Jim, xe Way thôi anh em ạ. Nó chỉ khác về những cái gioăng cao su ở đây, và cái màu dây ở đây nó khác tí thôi, nhưng cơ bản nó sẽ là giống nhau. Thì hình thức nó sẽ là như thế này, là mâm 6 anh em nhé. Đó. Thì cái hình thức của cái thằng mâm 6 ở đây thì nó sẽ có là một cuộn nổ. Đấy, cái cuộn màu đen đây sẽ là cuộn nổ anh em nhé. Và ba cuộn nạp, 1 2 3, nó sẽ là hai cuộn đèn tiếp theo. Đó. Nó sẽ khác với lại thằng điện Zim Thái là hai cuốn, thì nó sẽ là có một cuốn nổ và một cuốn đèn. Đó, thì đây là cái cách phân biệt là giữa cuộn 6 và cuộn 2 anh em nhé. Đó, thì ở đây là mình sẽ có thêm một cái bộ điện nữa của thằng Sega. Đó, cái điện thằng Sega thường nó sẽ là như thế này. Thì nó có thể là chia ra làm nhiều cuốn hay ít cuốn thì nó không quan trọng. Cái đó là do cái tính toán của từng loại xe, do nhà sản xuất họ đưa ra. Thì ở cái clip này thì mình sẽ có cái cuốn ở đây là mẫu là cái cuốn của Honda VT5, đại diện cho một cái xe tay ga, mà cũng là đại diện cho một loại xe nó là sử dụng IC lửa bình đó. Thì anh em có thể phân biệt được là ở đây thì mình có một cái cuốn của loại đánh xe đánh lửa máy đấy anh em. Thì ở đây nó có một cái cuộn nổ đó, còn ở đây anh em sẽ không nhìn thấy một cái cuộn nổ nào, mà đây nó chỉ có cuộn nạp và cuộn đèn đấy anh em nhé. Đó, thì con này nó bắt buộc phải là sử dụng lửa bình thì nó mới nổ được anh em nhé. Đó, đây là cái cách phân biệt, nó chỉ có 3 loại mâm lửa đặc trưng như thế này thôi anh em nhé. Có thể là hình dáng nó sẽ khác nhau, về cái số cuốn ở đây nó sẽ khác nhau, nhưng đặc trưng của nó chỉ có 3 dạng như thế này thôi anh em ạ. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đọc màu dây và cái công năng của từng cái màu dây ở một cái bộ điện đưa lên. Đó, thì bây giờ là mình sẽ bỏ qua hai cái cuốn này sang một bên. Điển hình ở đây thì mình có một cái cuốn của thằng Zim Thái đó.
Bây giờ là mình sẽ dơ cái màu dây ở đây lên và mình sẽ chỉ cho anh em thấy từng màu dây. Đó, thì hiện tại là ở đây là mình sẽ có một cái dây màu xanh lá. Màu xanh lá thì ở xe Honda nó luôn luôn sẽ là dây mát anh em nhé, hay còn gọi là dây mát sườn. Cái dây mát ở đây nó sẽ thông với lại cái xương nhôm ở đây. Đó, thông với toàn bộ cái khu xương sắt ở đây. Đó, thì còn gọi là dây mát. Và tiếp theo ở đây thì mình sẽ có một cái màu dây là dây màu trắng. Cái dây màu trắng này nó sẽ là dây cuộn sạc. Đó, dây cuộn sạc thì nó sẽ tính từ cái điểm không ở đây cho đến hết cái cuốn này, thì nó sẽ là cái dây màu trắng này, nó sẽ là dây cuộn sạc. Đó. Và tiếp theo ở đây thì mình sẽ có một cái dây màu vàng. Nó là dây đèn anh em nhé. Dây màu vàng là dây đèn. Điện ở Honda nó sẽ là quy ước chung là dây màu vàng nó là dây đèn. Cái dây đèn này nó sẽ được tính từ cái điểm không ở đây. Nó là cái điểm của con ốc bắt mát ở đây, để nó liền với xương ở đây. Và nó sẽ chạy một nửa cái cuốn này. Và nó sẽ theo cái đường dây đây, nó sẽ chạy lên đây để đi lên hệ thống điện chúng ta. Nó là dây vàng, là dây đèn. Đó, cái dây vàng này nó sẽ khác cái dây trắng là gì. Cái dây vàng này nó sẽ là chỉ là một nửa cái cuốn này anh em nhé. Một nửa cái cuốn này thôi. Nó tính từ cái điểm của con ốc này, nó chạy được một nửa cuốn này và nó sẽ đưa ra đây, thì nó sẽ là cái dây màu vàng. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy luôn cái dây màu vàng nó sẽ chạy từ điểm nào đến điểm nào. Đấy, thì ở đây là mình có một cái cuốn. Để mình bóc hộp ra đã. Ở đây thì mình có một cái cuộn mới. Này, nó lại đâm vào đây rồi. Đó, thì cái kênh của mình ấy cũng có rất nhiều anh em có yêu quý và cũng có yêu cầu mình là làm những cái clip mà tương tự như thế này để hướng dẫn cho anh em. Đó, thì bây giờ là mình sẽ xin giới thiệu với anh em, đây là cái cuộn đèn. Đó, thì khi bắt vào trên xe thì nó sẽ hình thức nó sẽ là như thế này anh em nhé. À, bắt vào cái bộ xương ở đây nó sẽ hình thức là như thế này. Đó, thì cái điểm không nó là cái điểm đầu, là ở cái chỗ mà có cái đai đây. Đó, anh em nhìn thấy cái dây đồng đó. Thì nó cũng tương tự ở đây. Và nó sẽ chạy ở cái dây vàng nhé. Bây giờ là mình sẽ tính là từ điểm 0, chạy từ điểm đây, cuốn một nửa vòng ở đây, thì nó sẽ ra một cái đầu dây ở đây. Đó, anh em thấy ở dưới này nó sẽ là có cái đầu dây. Thì anh em sẽ hàn cái đầu dây vàng vào đây nhé. Nếu như trong trường hợp mà anh em bị cháy cái cuộn đèn ở đây mà anh em muốn thay ấy, thì anh em sẽ thay cái cuộn này và anh em sẽ hàn cái đầu dây vàng. Đó, anh em sẽ hàn cái dây vàng vào đây. Anh em nhớ nhá, hàn dây vàng vào đây. Rồi sau khi hàn xong thì anh em sẽ phải quấn băng keo để cách điện. Đó. Và cái đầu dây trắng thì anh em sẽ phải tính từ cái điểm ở đây, nó sẽ chạy đến đầu điểm vàng này, và nó sẽ quấn một dây đi ngược vào thêm trong cuộn này, và nó sẽ chạy hết cái cuốn này và ra cái đầu đây. Nó sẽ là đầu dây màu trắng anh em nhé. Đó. Trong trường hợp mà nếu như anh em là người tiêu dùng, hoặc là những anh em nào muốn tiếp cận để sửa chữa xe tại nhà, để có thể là tự mình thay cái cuộn mobil đèn ở đây, hay là còn gọi là cuộn đèn ở đây, thì anh em có thể là phân biệt cho mình. Nó sẽ là cái dây ở đây này, nó sẽ là cái dây màu vàng, và dây ở đây sẽ là dây màu trắng anh em nhé. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để ra đây. Đây là chức năng của cái dây cuộn đèn ở đây. Thì nó sẽ là chức năng chính của nó sẽ là sạc và đèn. Ok. Bây giờ là mình sẽ quay xuống dưới này. Và ở trên chỗ cái rắc ở đây thì mình sẽ có một cái dây xanh sọc trắng anh em nhé. Dây xanh sọc trắng. Dây xanh sọc trắng này là gì? Nó sẽ là dây từ con kích từ ở đây, hay còn gọi là con cục câm ở đây. Nó sẽ đưa từ dưới cuốn này theo cái dây này lên trên này. Đó. Cái dây này sẽ là dây đếm vòng quay anh em nhé. Để mỗi một lần đến cái vòng quay của nó là nó đi qua cái điểm ở đây thì nó sẽ đóng mở cái van, nó sẽ sinh từ, nó đóng mở cái van ở trong con IC để nó phóng điện đó anh em. Đó. Rồi ok. Thì ở đây là mình sẽ có một cái dây đen sọc đỏ anh em nhé. Dây này là dây chuẩn của Honda, nó sẽ là dây đen sọc đỏ. Thì nó là dây của cục cuộn nổ ở đây. Đó. Nó là dây cục cuộn nổ, hay người ta còn gọi là cục pin nổ đấy. Thì cái này là trong miền Nam, hay là nói chung là mỗi một vùng miền nó sẽ có một cái gọi khác nhau, nhưng cái quy ước chung của nó sẽ là cái màu dây đây, nó sẽ là dây cuốn nổ. Đó, anh em có thể phân biệt được. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đo kiểm như thế nào. Nếu như trong trường hợp là cái xe của các bạn mà đang đi gặp sự cố, có thể là không nổ được. Đó, thì bây giờ
mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo kiểm cái bộ điện ở đây. Đó. Và cũng là cái cách đo kiểm này mình sẽ chia sẻ luôn với anh em cái cách mà đọc cái chỉ số như thế nào là ok và như thế nào là cái bộ điện của các bạn đang có vấn đề cần phải thay. Ví dụ như cái con quận nổ ở đây nó đang có vấn đề cần thiết phải thay. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo. Ok, nếu như anh em đã yêu thích cái môn mà gọi là sửa chữa xe máy này, hoặc là những anh em nào mà đang có ý định học nghề, hoặc là anh em nào mới vào nghề ấy, thì mình sẽ xin chia sẻ thêm là anh em cũng nên sắm cho mình một cái đồng hồ như thế này. Đó, một cái đồng hồ vạn năng. Như thế nào người ta gọi là đồng hồ vạn năng? Cái đồng hồ vạn năng này nó sẽ làm được rất nhiều việc anh em nhé. Nó làm được nhiều việc thì người ta mới gọi là vạn năng. Đó. Thì ở đây mình chỉ tin tưởng và sử dụng cái con đồng hồ Victor VC890C+ ở đây. Cái đồng hồ này mình đã dùng được hơn 5 năm, 6 năm rồi. Đấy, anh em nhìn nó bẩn như thế này. Đó. Những cái này lâu ngày quá nó còn bị bám bẩn ở đây. Con đồng hồ này rất chuẩn anh em nhé. Đến bây giờ nó vẫn chuẩn. Đó. Và bên mình hiện tại cũng đang phân phối con đồng hồ như thế này. Chính hãng luôn anh em ạ. Nếu như anh em là có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0165 614 6888. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo. Để đo được cái bộ mâm lửa ở đây thì anh em sẽ để cho mình cái thang 2K ở đây. Đó, ví dụ anh em cái đồng hồ này nó có một cái hay là khi anh em để lâu nó sẽ tự động nó ngắt nhé. Auto power off. Đó, nó sẽ tự động ngắt để đỡ tốn pin. Khi anh em quay đến cái thang 2K này rồi, bây giờ anh em muốn nó sáng lên thì anh em chỉ cần bấm cái select hold này, đó. Như thế này là ok. Bây giờ anh em sẽ có thể là thử cái que thử của mình. Trước khi đo bất kể một cái giá trị gì, anh em cũng nên phải thử cái que thử này, xem là cái tiếp điện ở những cái đầu rắc ở đây nó đã ok chưa. Đó. Và cái trở ở trên cái đồng hồ này nó sẽ là bao nhiêu. Nếu như anh em đo những cái này thì anh em có thể là đo ra cái kết quả chung cũng là ok. Nhưng nếu như anh em mà làm những cái cảm biến của cái xe tay ga ấy, cái cảm biến xe tay ga nó cực kỳ là phải tính độ chính xác gần như là tuyệt đối. Đó, nếu như cái đồng hồ của các bạn mà không ok, không chuẩn ấy, thì các bạn làm nó sẽ mệt các bạn ra. Đó, ví dụ như cái clip lần trước mình đã hướng dẫn anh em cái cách đo kiểm cái chế của xe FI. Nó chỉ tính đến phần trăm thôi nhá anh em ạ, nó chỉ cộng trừ 10% thôi, mà cái đồng hồ của bạn cộng trừ đến 20% tự nhiên các bạn làm nó sẽ mệt. Đó, thì anh em nên đầu tư cho mình một con đồng hồ như thế này, nó không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà ngược lại là cái công việc của các bạn nó sẽ trôi chảy và nó sẽ nhanh lẹ hơn. Ok, không liên thuyên nữa, thì bây giờ là mình sẽ đi vào cái nhân vật chính của chúng ta ở đây, nó là con bộ mâm lửa ở đây. Đó, thì các anh em sẽ để cho mình cái thang 2K ở đây. Khi các bạn đo giá trị chở thì nó không phân biệt là que âm que dương. Ở đây thì nó sẽ phân biệt là que âm que dương anh em nhé. Cái que màu đỏ nó sẽ quy ước là màu đỏ là màu dương, là dấu cộng. Cái que màu đen ở đây nó sẽ là âm, là dấu trừ. Còn khi anh em đo chở thì anh em sẽ không phân biệt là hai que này là thằng nào âm, thằng nào dương. Chiều nào cũng được anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đo cái quần này. Thì ví dụ một ngày đẹp trời anh em đang đi mà cái quận nổ của các bạn nó có vấn đề, thì bây giờ là chúng ta sẽ đo kiểm như thế nào. Rất đơn giản, các bạn sẽ lấy cái que, ở đây que bất kỳ màu nào cũng được. Đó, thì các bạn có thể cắm vào cái rắc điện ở đây. Và bây giờ các bạn có thể là đo vào cái dây xanh ở đây cũng được. Đó, ở đây nó đã lên giá trị là 393 ohm. Đó, 393 ohm anh em nhé. Ok, thì bây giờ là cái dây này nó sẽ tương tự là anh em có thể đo thẳng vào khung cũng được. Đó, cái này là khung sắt này anh em, cái này nó sẽ bắt vào cái lốc nhôm thì nó sẽ là vào khung cũng được. Đó, thì anh em có thể là đo, nếu như trên xe của các bạn chưa tháo bưởng ra thì các bạn có thể là đặt bất kỳ ở đâu trên khung cũng được, miễn là nó tiếp điện. Đó, và anh em đo thì anh em sẽ nên để cho mình từ 3 cho đến 5 giây để nó ra một cái chỉ số. Đó, ví dụ vừa nãy nó ở số 3 đi. Đó, một tí sau nó sẽ nhảy. Đó, anh em sẽ để cho mình từ 3 cho đến 5 giây thì nó sẽ giữ cho mình một cái kết quả chuẩn. Đó, đây là 392 ohm. Đó, 392 ohm như thế này thì cái quận này nó sẽ hơi khó nổ anh em nhé. Hơi khó nổ, nó hơi bị đuối. Cái quận này nó sẽ quy ước là trong cái khoảng là từ 450 cho đến là 550 là gọi là điều kiện lý tưởng để cho cái quấn này nó hoạt động một cách ngon lành nhất. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm về cái cách đo cái cục kích từ ở đây.
Đó, ví dụ như ở đây cái quận này các bạn xác định là nó đã ok, nó đã sống, nó vẫn sống bình thường anh em nhé. Đó, cái quận này giá trị của nó chết là gì? Trong cái điểm chết của nó có thể là nó sẽ về không. Thì cái đồng hồ các bạn nó sẽ hiện O như thế này, nó không hiển thị. Hoặc là nó sẽ lên một cái chỉ số cực kỳ cao, nó lên đến hàng nghìn ôm. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn. Ví dụ ở cái cuốn này nó đang báo là 394, như thế này nó vẫn nổ được anh em nhé. Nhưng nó nổ điện sẽ không khỏe, nó sẽ hơi dai đề, nó hơi khó nổ. Đó, nhưng nó vẫn nổ được anh em ạ. Còn nếu như cái này nó báo lên hàng nghìn nó sẽ là nằm ở trên này, nằm ở cái số 0 này, nó báo lên khoảng 1.001, 1.002 ôm. Như thế thì cái quận này là sẽ là chết. Đó, nó chết nhưng mà nó sẽ chết theo cái kiểu là có thể là bây giờ là máy nó nóng thì nó sẽ không nổ. Đó, nhưng máy nó nguội thì các bạn đạp nó có thể nó sẽ nổ kiểu thế, gọi là chết dở anh em nhé. Còn nếu như mà nó đứt hẳn mà chỗ này nó chỉ hiện cái dấu ô lên như thế này là cái cục này chết cứng. Đó, rất đơn giản để phân biệt cái cục này sống hay chết đó. Và bây giờ là mình sẽ cho các bạn thấy cái chỉ số lý tưởng để cái cuộn này nó hoạt động nổ ngon lành. Thì ở đây thì mình sẽ có một cái cuốn của thằng Enzo ở đây. Thì cuốn Enzo với cuốn của thằng Jim thì nó sẽ tương tự như nhau. Đó, thì cái màu dây của thằng dòng SRM thì cái dây này sẽ là cái dây mát anh em nhé. Cái dây màu xanh xanh dương ở đây nó sẽ là dây mát. Thì anh em sẽ đo cho mình cái que nào cũng được, nó sẽ là vào một cái dây mát, hoặc là anh em dí thẳng vào cái xương sắt ở đây. Nhưng mà đây này nó có cái đầu sẵn đây rồi thì mình sẽ đo như này. Và một đầu thì anh em sẽ cho mình nó vào cái dây màu nâu hoặc là cái dây màu đen anh em nhé. Cái này là theo quy ước của từng hãng, thì cái này nó sẽ không, cứ nếu như cùng một hãng thì nó sẽ là cùng một màu giống nhau, nó khác hãng thì có thể là màu nó sẽ khác nhau. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em là cái quận nổ mà nó nổ trong gọi là lý tưởng thì nó sẽ là như thế nào. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đo đây. Đó, anh em có thấy không ạ? Cái quận nổ nó trong cái độ lý tưởng của nó sẽ là từ 450 cho đến 550, mà cái này là 540. Đó, đấy là trong cái mức độ gọi là lý tưởng. Thì nó sẽ có sai số anh em nhé, nhưng thường là nó sẽ nằm ở trong cái khoảng là 500 ôm. Đó, có thể nó lên đến 600 ôm. 600 ôm như thế này nó hơi cao. Nó hơi cao như thế nó cũng gây cho là cái tín hiệu điện của các bạn đưa lên là nó cũng hơi có vấn đề. Đó, thì trong cái mức độ gọi là lý tưởng thì nó sẽ là nằm ở trong khoảng là 450 cho đến là 500 ôm. Ok chưa ạ? Rồi, cái clip này sẽ diễn ra là hơi dài. Thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ làm xong, đo kiểm xong một cái này để kết thúc clip. Ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ vẫn là chia sẻ với anh em về cái mâm này. Mình sẽ chia ra hai clip cho nó ngắn thời gian đi, cho anh em xem cho nó đỡ mỏi mắt. Và anh em nào mà đã theo dõi cái kênh của mình thì anh em cũng cố gắng là theo dõi suốt một cái clip của mình. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách tỉ mỉ nhất, mình nói như thế nào cho anh em dễ hiểu nhất. Đó, còn những cái kênh người khác mà chia sẻ với anh em như thế nào thì mình không cần biết, mình sẽ giải thích cho anh em theo cái cách của mình nói như thế nào cho anh em dễ hiểu nhất. Đó, thì cái cách nói của mình có thể là người miền Bắc cũng như người miền Nam, đặc biệt là khách hàng bên của mình cũng như anh em kênh của mình ấy, rất nhiều anh em trong miền Nam, mình nói như anh em vẫn có thể hiểu. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà đo cái con kích từ ở đây, hay còn gọi là cái cục câm tùy từng vùng miền, nhưng mà ở đây thì mình sẽ gọi là nó là con kích từ. Thì mình đang quay ấy, thì cái máy của mình nó giở trứng, nó bị đơ. Đó, thì nếu như anh em nào yêu thích cái kênh Kiên Motul này thì có thể là ủng hộ kênh Kiên Motul bằng cách là có thể là xem nhiều những cái clip trên kênh của mình, và có thể là like, share, subscribe kênh của mình nhiều hơn để mình sẽ thu tiền của thằng YouTube, thì mình sẽ mua một cái máy quay mới để mình có thể quay rõ hơn, nét hơn, và chất lượng âm thanh đưa ra nó sẽ ok hơn để anh em có thể theo dõi những cái clip bên mình nó một cách là toàn diện nhất. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ về cái cách đo cái con kích từ ở đây. Thì mình sẽ có cái phân biệt so sánh giữa chỉ số của những con kích từ của từng cái loại điện một nha anh em nhé. Đó, thì ở đây thì mình sẽ đo, hôm nay là mình sẽ hướng dẫn anh em đo cái kích từ của thằng Honda trước. Đó, ok, thì ở đây là mình sẽ có một cái dây xanh biển sọc trắng anh em nhé, có thể là xanh biển sọc vàng thì nó cũng đều là cái dây kích từ từ dưới máy lên. Đó, thì bây giờ là anh em sẽ cho cái que này vào và anh em sẽ đo cho mình ra mát. Nó sẽ báo là 132 hoặc 33 anh em nhé. Cái này anh em đo là phải giữ một xíu, từ 3 cho đến 5 giây thì nó sẽ ra kết quả đúng, nó sẽ là 132. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn là cái điều kiện lý tưởng để cho cái con này nó làm việc ấy, là nó sẽ
có điện trở dao động từ 120 cho đến 140 ôm anh em nhé. Đó. Và cái con này nó đang báo là 132 33 gì đó. 33 anh em ạ. Rồi, bây giờ là mình sẽ so sánh giữa cái quận 6 ở đây. Thì ở đây là cái quận này của thằng Enzo, nó là của hãng SM. Thì nó hãng nào thì nó cũng có một cái chỉ số nhất định. Thì thường là dòng SM với dòng Honda hoặc là dòng Suzuki nó sẽ có chỉ số là dao động từ 120 cho đến 140 anh em nhé. Đó. Thì có thằng dòng Yamaha thì nó con kích từ của nó sẽ là 300 ohm. Rồi thì bây giờ anh em để ý cho mình ở đây nó sẽ có cái dây màu xanh biển ở đây. Nó quy định là dây màu xanh, à nhầm, màu xanh lá anh em ạ. Rồi thì bây giờ này anh em sẽ cho mình một cái que này vào cái dây màu xanh lá ở đây. Thì cái này nó đang không có lốc thì anh em sẽ phải đo trực tiếp ở đây để nó lấy mát. Đó, nó lên đến 144. Đó, như thế này nó hơi cao anh em ạ. Nó hơi cao như này ấy, thì anh em đi nó sẽ đưa cái dòng điện ra để nó đánh lửa, nó sẽ không phù hợp lắm anh em nhé. Nó sẽ không chuẩn đó. Và bây giờ ở đây thì mình sẽ có một cái cục của thằng Sega ở đây. Thì mình sẽ đo, mình để đèo lên luôn. Mình sẽ đo xem là nó sẽ như nào. Ở đây nó sẽ là dây xanh biển sọc vàng anh em nhé. Ở đây nó có dây xanh biển sọc vàng này. Thì mình sẽ đo cái dây xanh biển sọc vàng xem nó sẽ là ra chỉ số như nào. Cái này thì anh em phải dí chặt nhá. Đó. Cái này hiện giờ nó đang báo là 120 anh em ạ. 119, 120. Như thế này là vẫn là ok. Đó. Thì cái giá đi trở của cái thằng kích từ đây nó sẽ dao động là từ 120 cho đến 140, 45 gì đó. Thì nó sẽ là giá trị mà đi gọi là ok nhất là sẽ là 120 cho đến 135 anh em nhá. Như thế là mới là ngon. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đặt cái cục này xuống đây đã. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ về cái nguyên lý làm việc của cái thằng mâm lửa ở đây. Thì ở đây nó là một cái mâm lửa bộ đủ. Như thế này gọi là bộ đủ thì nó sẽ bao gồm là một cuộn đèn, một cuộn nổ và một kích từ. Và hệ thống dây như thế này nó sẽ là gọi là một bộ đủ anh em nhé. Thì khi lắp lên xe thì nó sẽ có một cái vô lăng nó quay ở ngoài, nó ôm ở ngoài nó quay. Thì cái vô lăng đấy nó sẽ sinh từ. Nó là cái vô lăng mà có từ trường. Nó sẽ quay quanh như thế này, nó sẽ sinh từ. Đó. Thì có nhiều anh em thì những cái clip lần trước thì mình đã chia sẻ với anh em là nên lắp những cái con IC tăng áp như thế này. Rồi thì ở cái clip này thì nhân tiện đây thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn là tại sao mà mình khuyên anh em lên những con IC tăng áp như thế để làm gì. Thứ nhất là những cái quận này ở trong lốc máy khi xe các bạn di chuyển là cái từ thông ở đây, cái từ trường nó sẽ đưa ra quanh cái quẩn ở đây, nó sẽ thay đổi theo cái số vòng tua của máy, nó gọi là vòng phút của máy anh em nhá. Nó sẽ tốc độ ga cầm chừng, nó sẽ đánh lửa một kiểu. Và anh em đi ở cái tốc độ tăng ga dần dần lên nó sẽ đánh lửa khác đi. Đó. Thì nó sẽ như thế là nó sẽ không ra một cái chỉ số đánh lửa nhất định. Đó. Và cái dòng điện nó sẽ đưa từ cái cuốn này để lên con IC. Nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi như thế nó cũng sẽ không chuẩn. Đó. Và cái điện đưa từ cái cuốn này đưa lên nó sẽ là điện AC. Điện AC là gì? Nó sẽ là điện xoay chiều. Mà điện xoay chiều thì nó sẽ có độ biến thiên. Anh em có thể hiểu nôm na cái điện nó biến thiên nó sẽ lên xuống như thế này. Thì cái dòng điện như thế nó sẽ không chuẩn anh em nhé. Cái dòng điện chuẩn nhất đối với một cái hệ thống đánh lửa của xe đời mới hiện giờ đó, nó sẽ là điện DC, là điện bình ắc quy. Nó sẽ là điện thẳng như này, điện dòng điện nó chạy thẳng như này. Thì cái tín hiệu nó đưa ra lúc nào cũng là chuẩn đó. Thì có rất nhiều anh em có nói là tại sao nhiều ông lại cứ giỏi hơn hãng. Đưa ra ngày xưa người ta thiết kế ra là nó là sử dụng lửa máy. Mà bây giờ các ông lại cứ đưa ra là sử dụng lửa bình, các ông giỏi hơn hãng. Mình cũng xin nhấn mạnh luôn với các bạn là những cái xe đời cũ ngày xưa nó thường là sử dụng những cái bộ cuộn lửa như thế này anh em nhé. Còn những cái xe đời mới bây giờ, từ những con Goenfa đổ đi, Goenfa 110 đổ đi bây giờ nó đều sử dụng là thằng điện
bình ắc quy rồi anh em ạ. Những con quay S, RSX các thứ, rồi là Sirius hay là Exciter hay là bọn Winner các thứ đấy. Và đặc biệt những cái con Sega bây giờ nó chỉ chạy bằng lửa bình thôi anh em nhé. Đó, thì đây là mình cũng nhấn mạnh luôn với anh em như thế. Một có một số anh em có thể là chưa hiểu cũng comment như thế thì mình cũng giải thích luôn ở cái clip này. Đó, và cái này nó sẽ phải chịu nhiệt độ ở trong cái lốc của các bạn. Có thể bây giờ là nó đang báo là 300 mấy, nhưng mà khi nhiệt độ nó lên thì nó có thể là nó tăng lên. Ví dụ là cái quận này của các bạn nó ở trong cái môi trường lý tưởng là 500 ohm, 500 đến 550 ohm thì là lý tưởng. Nhưng khi các bạn đi nó sẽ nóng lên. Nó nóng lên như thế thì đồng nghĩa với cái việc là cái từ thông ở trong này nó sẽ thay đổi. Cái ohm ở trong này nó sẽ thay đổi. Đó, cái trở ở trong này nó sẽ thay đổi. Thì cái việc là cái xe của các bạn nó sẽ nổ, nó không chuẩn, nó có thể là lập bập hoặc là nó sẽ, nói chung là nó nổ không chuẩn. Đó, thì cái cách phân biệt giữa điện máy và điện bình nó là như thế. Còn cái quận của thằng Honda như thế này nó sẽ là sử dụng điện máy anh em nhé. Đó, sử dụng điện máy để nổ là gì? Nó sẽ có quận nổ. Còn sử dụng bình ắc quy để nổ thì nó như cái thằng cuốn này, nó không có quận nổ để nổ. Đó là cái cách phân biệt. Nó chỉ có hai loại, một là sử dụng điện máy như thằng này, hai là sử dụng điện bình. Đó, thì anh em có thể phân biệt như thế này một cách rất là ok và rất là chuẩn. Ok, thì bây giờ là cái clip mà mình đã hướng dẫn anh em cái cách mà phân biệt giữa cái bộ điện 2, bộ điện 6 cuốn và bộ điện giữa lửa máy và lửa bình. Thì cái cách phân biệt ở cái clip như này là xong rồi. À, ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà có thể là xe của các bạn đang đi mà nó bị có gặp sự cố, nó có thể là chết cuộn này hoặc là chết con kích từ này hoặc là chết cái này, thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cái cách thay. Đó, cái clip này thì mình đã hướng dẫn anh em cái cách đo kiểm như thế nào là ok rồi. Thì những cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em có thể là thay những cái cục này nếu như trong trường hợp cái xe của mình bị chết. Đó, thì ở cái clip này thì mình đã hướng dẫn anh em như thế là xong rồi. Còn nếu như anh em nào mà có thắc mắc thì có thể là comment ở bên dưới thì mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn. Và mình sẽ trả lời cho các bạn vào khoảng thời gian là ban đêm anh em nhé. Vì ban ngày mình rất là bận. Và những cái clip mà mình sẽ hướng dẫn anh em và chia sẻ anh em như này thì mình sẽ là làm ban đêm. Đó, mình làm xong này mình sẽ render cái clip của mình và mình sẽ up lên cho anh em. Có thể là anh em sẽ nhận vào ban đêm. Đó, còn ban ngày thì nói thật với các bạn là mình cũng rất là bận. Đó, thì công việc của mình là sửa chữa xe và bán hàng trên mạng internet. Đó, thì mình đã có giao hàng cho rất nhiều anh em ở trong cái kênh của mình, đã đặt hàng cái sản phẩm bên mình thì anh em cũng thể biết rồi. Đó, và mình sẽ chia sẻ với anh em vào ban đêm. Thì những cái clip như thế này thì mình sẽ làm thành một cái show clip rất là dài. Ở những cái clip tiếp theo ấy, thì mình có thể là mình sẽ hướng dẫn đây, thì mình sẽ có thể là mình khui cái bộ này luôn mà mình sẽ lấy luôn là đồ mới luôn. Đó, thì những cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đọc những cái màu dây như này và những cái công năng của từng cái màu dây như thế nào, cái dây nào nó sẽ có tác dụng như thế nào. Đó, thì những cái màu dây này nó tương đối là chuẩn theo cái màu dây của zin ở trên xe anh em nhé. Đó, ở đây là mình có một cái cùm công tắc của xe Way. Đó, thì những cái màu dây nó sẽ tương ứng trên xe của các bạn và mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là cái màu dây nào và cái công năng của nó và cái tác dụng của nó ra làm sao. Ok, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Đó, nếu như anh em mà có thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh của mình. Hãy đã tặng cho mình một cái nút like. Đó, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Và anh em hãy nhớ là có thể là ủng hộ mình bằng cách là xem nhiều những cái clip ở trên kênh của mình để mình sẽ mua một cái máy quay mới để làm cho anh em xem những cái clip mà nó sẽ nét hơn, ngon hơn, ok hơn và thu âm có thể là tốt hơn. Thì rất nhiều những cái clip mà anh em có phản hồi là mình nói hơi bé. Thực ra là mình nói cũng rất là to, nhưng cái mic của máy quay của mình ấy, nó chắc là có vấn đề hay là nó cũ theo thời gian thì mình không rõ lắm. Nhưng mà cái âm thanh thu lại được thì khi mình nghe mình thấy nó cũng hơi nhỏ. Đó, thì anh em hãy có thể là ủng hộ mình bằng cách là like, share, subscribe kênh của mình.